chào kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung và Mai Phi Long thưa quý vị SBTN Morning là truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ tám giờ sáng chín giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm hai tây tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một. Thưa quý vị à, ngày hôm qua nước à, Mỹ chấn động. Tôi gọi chấn động là bởi vì chưa thực ra nó không có gì gọi chấn động nhưng chấn động là bởi vì ngày hôm qua lần đầu tiên Hoa Kỳ phát hiện một cái ca gọi là biến thể Omicron ở tại thành phố San Francisco, tiểu bang California và được coi là ca đầu tiên về cái biến thể này và tin này được bác sĩ Anthony Fauci đại diện tòa ốc là người đặc trách về vấn đề Covid-19 thông báo à, và ông có nói như thế này chúng ta đã biết đây là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Trước khi mà chúng ta được biết là cái trường hợp đầu tiên sẽ được phát hiện ở nước Mỹ. Và trước đây ông đã nói rồi, ông không ngạc nhiên nếu điều này xảy ra ở Mỹ. Bởi vì, và như vậy là dần dần chúng ta cũng không tránh được nó. À, như vậy nước Mỹ là nước thứ 23 trên thế giới phát hiện ra Omicron ờ, tại uh, quốc gia này. Uh, xin chào anh Long, anh có thể cho biết sơ sơ uh, trường hợp này xảy ra như thế nào không? Vâng, uh, quý ở tại thứ bang California thì cho biết rằng là cái người một người uh, từ người này đã chích ngừa là fully chích ngừa có nghĩa là chích ngừa đầy đủ nhưng mà bị nhiễm cái covid uh, Omicron oh là hai mũi chích ngừa hai mũi, dạ. tôi không biết là có chích ngừa ba mũi hay không, 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 không là fully chứ gì fully không có hai thôi fully đây có nghĩa là hai. À. chưa có booster chưa booster, chưa okay. booster. dạ okay. thì, uh, thưa quý vị thì người này đã là chích ngừa đầy đủ và bị, và người này đi từ nam phi về lại hoa về lại hoa kỳ đó là những cái lý do những cái chi tiết mà chúng ta lưu ý đây là người du lịch từ bên nam phi trở về lại hoa kỳ và phát hiện ở tại san francisco thì phải nói cho đến bây giờ thì ngày hôm qua nếu mà hồi nãy mà chúng ta nói rằng là rất bị chấn động phải không dạ thì california chúng tôi là tránh chấn động california ngày hôm qua chúng tôi là chúng tôi là chấn chấn động vì chuyện này đã xảy ra ở tại california và ngay khu vực vùng vịnh thì thưa quý vị đây là một ở vùng phía san francisco thì đây là một cái trung tâm của mọi thứ thì thưa quý khán giả thì cái chuyện này là người ta chúng ta cũng là chờ đợi sẽ có một ngày nhưng mà không ngờ rằng là chúng tôi trúng số à chúng tôi chúng số cái chuyện này thì ngày hôm qua à, à, bác sĩ fauci cũng đã đi lên thông báo trên toàn quốc hoa kỳ thứ nhất Uh, quan điểm của chính phủ bây giờ là cho càng nhiều thông tin càng tốt. ngày hôm qua thống đốc Newsom cũng xuất hiện cũng cũng là nói với dân chúng là chúng ta, chúng ta bây giờ chúng ta cần information chứ chúng ta không cần cái panic là chúng ta không cần sự hoảng loạn. chúng ta càng nhận thông tin càng nhiều thì chúng ta có cách để chúng ta biết là mọi chuyện đi về đâu để chúng ta đối phó. đó là tình hình đó. ở tại uh, California lúc này. Thêm. Uh, cái người này là một người đàn ông và người ta cho biết là tuổi từ 18 đến 49, từ Mỹ đi qua Nam Phi đi du lịch và trở về. Uh, khi trở về người này trở về Mỹ vào ngày 22 tháng 11, tức là thứ hai tuần trước, đến ngày thứ hai tuần này thì người này có triệu chứng và được đưa vào bệnh viện và đến ngày thứ ba, tức là ngày hôm kia thì các bác sĩ của đại học UC San Francisco đại học về y khoa họ xác nhận người này bị Omicron à, người này chỉ bị nhẹ thôi và bây giờ đồng ý là cách ly những người khác mà người này tiếp xúc coi như từ lúc ở trên máy bay cho đến phi trường đi taxi Uber giống cả biết tất cả những người này đã được xét nghiệm và tất cả đều âm tính đó là cái điều quan trọng à, và bây giờ thì uh, người ta đang uh, xem xét xem là có thêm những ai bị nữa hay không? À, ngày hôm qua thì à, bác sĩ Mark Gali là cái người mà coi như bộ trưởng y tế của California nói rằng là Cho dù bị nhẹ như thế này Nhưng mà đây là một minh chứng cho thấy là cái tầm quan trọng của cái việc là Chích, chích, chích Thấy không? Chích, chích và chích Đó là cái điều mà các à, giới chức y khoa trong những ngày qua Đều nhắc nhở Đó. Và người ta biết luôn cái người này đã chích hai đô tôi à, biết mà anh nhớ long phun người ta tưởng là ba người này trích có hai liều thôi mà hai liều một đây nè chưa trích liều uh, tăng cường có nghĩa là không biết tại sao người này không trích tăng cường hay là chưa trích hay là uh, đi, họ không nói là đi từ lúc nào qua Nam Phi đó thành ra người này vì lý do đó là không trích uh, tăng cường Nên thì cái này nó lại lắc lại lần nữa là lời bác sĩ Anthony Fauci ngày hôm qua nói là phải tăng cường tăng cường và tăng cường À, đó là điều quan trọng và ông bác sĩ Mark Galley bộ trưởng y tế California nhà cũng nhắc về luôn và nãy anh Long nói cái chuyện là không hoảng sợ đó thì thưa quý vị ngày hôm qua ông thống đốc Gavin Newsom sau khi là nói là chúng ta cần thêm tin tức thì ông cũng cho luôn một cái thông báo luôn để cho bà con yên tâm đó là thông báo gì thưa anh Long? Ừ, tôi chưa nhận ra cái thông báo đó. Vâng. Đó là ngày hôm qua ông thống đốc Gavin Newsom cho biết là nhiều phần chúng ta sẽ không có phải lập lại trường hợp của đóng cửa như năm 2022 đó nếu nếu và nếu mọi cư dân đều trích và trích tăng cường đó là cái điều ông nói ngày hôm qua không nhưng ông cũng cho biết luôn là trong những ngày tới California rất cẩn thận trong cái chuyện này và ông đã ra lệnh cho tất cả các giới chức y tế phải để ý và trước mắt thì không có chuyện đóng cửa không có chuyện gọi là làm gắt gao tuy nhiên nếu ha, mà không ai uh, coi như tuân thủ và không ai chịu trích ngừa hoặc trích tăng cường thì chuyện này có thể xảy ra Đó. vì nó có thể là lây lan cộng đồng và một lần nữa ông lại kêu gọi cũng giống như ông bác sĩ ở uh, gali ông bác sĩ Fauci là trích 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 và trích và đeo khẩu trang Đó. thì hiện nay ở tại mỹ có hai thành phố lớn thì trong đó có một thành phố nằm ở California là bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi vào trong cái chỗ nào mà có mái che à có mái che nha nơi công cộng vô nhà anh thì tôi không cần biết nhưng mà vô nhà hàng nè rạp hát nè trường học nè bất kỳ chỗ nào mà là nơi public public đây không có nghĩa là chỉ của nhà nước không mà cả tư nhân luôn Trong vô nhà phải đeo khẩu trang và thêm cái gì nữa lòng biết không à, à chứng nhận đúng 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 đúng, đúng. passport gọi một dạng gọi là password vaccine đó. Thì tôi thấy một số người mấy ngày nay bạn bè tôi họ đi ăn nhà hàng Los Angeles họ bị hỏi Thì là họ có download cái này ở trên cái CDC xuống à, ừ. Để quý vị quý vị nào mà thường đi vô những chỗ là nên download xuống cái phone của mình Nó có một cái trang web của CDC nếu tôi nhớ là, là v bằng vòng anh V-Safe v, -Safe. v -Safe, uh -huh. quý vị vô v đánh vô Google đánh chữ v -Safe. CDC là nó ra rồi người ta kêu mình download xuống bỏ tên tuổi vô trích ngày nào ngày nào nó sẽ cho mình cái code mình xếp trong cái điện thoại mình luôn đi đâu mà trong tương lai là sẽ đến cái tình trạng như vậy bây giờ bên châu Âu cũng vậy hôm rồi chị uh, tường an ừ. một cộng tác viên của đài fbtn chỉ kể là chị đi với bốn năm người phải không uống ừ. cà phê à, đi vô cái quán cà phê ở Paris bảo là phải có này trong đó có một gọi là người gọi là U80 ông này thì quên mang ừ. không có giấy ông người Pháp cuối cùng uh, họ bảo là thôi năm người không cho vô gì thôi chúng tôi ngồi vì hè uống đâu bảo no. cuối cùng năm người đi về vì không nỡ để ông kia đưa cái là, là, là đi về mà người cà khói cà phê của bốn người này đó là chỉ kể trên facebook như thế thành ra quý vị nào cần thì nên vào cái gọi là vsep cdc cứ đánh vô đó google là ra quý vị làm một chuyện đó tôi chỉ, nhắc quý vị thôi thì thương lòng quý vị khen đúng có nói như nhiều khi người ta không có cảm thấy áp phê nữa phải nói <laughs> Quý vị mà không muốn làm tội đồ và và không Đúng. Bữa được uống cà phê. Vâng thì làm ơn download cái uh, cái là cái cái bar bar, bar code đó anh hiểu không? Nó gọi là cái gì? Cái, cái, cái app cái app cái app, là cái cái app. app đó trong đó nó có bar code. Không, nó có cái bar cái dạ. bar code. Dạ, mình download code yes. dạ hiện đó. đó, Thì nó hiện lên cho mà quý vị. Vậy nó lại nói với những người đã chích rồi thôi. À, còn người chưa chích thì Đó cái đó quan trọng hơn. À. Người chưa chích phải đi chích. <laughs> và người đã chích hai mũi rồi thì phải chích mũi tăng cường. Đó là điều quan trọng anh không phải là fan cứng hả à, dạ. tôi là người chơi đi chết tôi chỉ đưa cái nón ma gà thôi à, dạ, 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 đó đúng là mà. bùa hộ màng. bùa bùa hộ mạng bùa, bùa, bùa hộ mạng không đi đâu cũng anh nói vậy không đúng anh nói vậy chưa đúng tôi chỉ chích lén xong đưa ừ. một nón ma gà ra à, là người hỏi chích gà ra. đó à, được, đưa món nón ma gà ra người ta hỏi chích mà phải ma gà à, phải nói rõ nha ma gà mới in china mới được nha à, đó. ma gà mà mới in usa là không quốc à phải ma gà mới in china à cái đó là chuyện có thật rồi, Rồi, đó là tình hình của tiểu bang California. Ở mức độ của quốc gia, ông Biden sẽ làm gì đối với cái chuyện Omicron này, thưa lòng Thưa quý vị, tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra một cái chiến dịch để mà chích mũi tăng cường và thử nghiệm. Thì trong ngày hôm qua, thì ông nói rằng là những các chương trình là làm sao đẩy mạnh. Tại sao ông muốn đẩy mạnh cái mũi cái chiến dịch là kêu gọi mọi người chích cái mũi tăng cường và xét nghiệm? là vì chúng ta không muốn lock đào không muốn đất nước là phải đi chúng tôi không nghĩ đến cái tình trạng gọi là phải đóng cửa cái nền kinh tế đó là cái điều mà ông tổng thống Joe Biden quan tâm và đó là cái thông báo của ông gửi ra ngày hôm qua thì anh à, không muốn đóng cửa nhưng mà ông nói cái chữ lóc đào đó tôi mà theo tôi là bởi vì tiếng anh tôi tiếng anh ăn đông tôi hiểu chữ lóc đào có nghĩa là khóa đúng không đúng không là đóng không đóng cửa chứ nhỏ mà ý ông theo tôi hiểu đây tiếng ừ. anh ông tôi là nếu không chích thì sẽ bị đóng nắp à. <laughs> đóng nắp hồn <laughs> mà không đóng nắp quên rồi à. đóng nắp hũ à đông... Thiêu luôn thiếu luôn thiếu luôn thiếu <laughs> đóng nắp hồn là trộn cho tôi đất này à. ừ. Thiêu luôn à. thiếu luôn à. đóng nắp hũ đó, bảo đảm quý vị luôn thì à, ngày hôm nay tổng thống jordan sẽ đưa ra một cái tuyên bố đó Đấy không đẩy mạnh vấn đề gọi là chích tăng cường đó. À một mở cuộc vận động mới hôm trước là lại quỳ năn nỉ chích hai mũi không không chích bây giờ lại quỳ quỳ lại năn nỉ chích tức là mũi tăng cường nữa thấy không ông này ông quỳ lại hoài mà ông ông, ông, ông bị nói là dân quỳ gối mà thấy ừ. không rồi bị, bị đần nó đần tới bảy ừ. lần thấy không may là đần bảy lần đó mà đất nước này còn như vậy đó mà bị phá hoại ghê lắm á bị phá hoại ghê lắm á nha đó, mà đần bảy lần đó mà ông chỉ đần sáu lần thôi là ông ngon rồi ông đần tới bảy lần hơi bị nặng bị phá nữa đần bảy lần bị phá như vậy nó không biết là bao nhiêu nữa là lên tới mấy chục lần nó mình chưa biết đó à, mà vẫn 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 giữ vững được đó và đặc biệt là sẽ chỉ đạo cho một số cửa khẩu biên giới đóng cửa đó là ông uh, tin tức cho biết như vậy và chắc chắn một điều nữa là sẽ gia hạn đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng cho đến tháng 3 năm sau gia hạn luôn kéo dài luôn đó thì ngày hôm nay chính quyền bảy văn đần vì bị đần cho nên sẽ phải làm cái chuyện này à, bảo đảm quý vị luôn à, xin quý vị đừng rời màn hình FPT chúng tôi trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại